bên cạnh 101 ấy, nó là hai khu nhà bỏ hoang đó. Rất nhiều người, rất nhiều cô chú khi mà tham quan mình nhìn thấy ấy, hay hỏi là tại sao lên người ta không xây khu chung cư, bán tôi tiền tỷ vào đây mà ở, đúng không ạ? Tội gì mà bỏ không. Nhưng mà dân đấy nó dở hơi thế, đúng không ạ? Họ hay nói vui là gì, họ chê tiền, chính phủ nhà ta nhiều tiền quá rồi, họ không cần tiền. Cái khu vực đó ấy, đất vàng đó họ bỏ không đó. Và thỉnh thoảng nếu mà chúng ta có những cuộc triển lãm rồi mấy họa sĩ trẻ mà muốn vẽ vời thì họ ở đó họ vẽ, họ bỏ không như vậy. Vâng, hai khu đất gọi là đất kim cương của Đài Bắc. Và thì nhà mình biết ở Đài Bắc này ấy, nó có một số những cái quận, một số những cái quận mà đất đai của nó thật sự rất là đắt đỏ, mà mình có thể nói là gì ạ, giá gọi là giá trên trời đó. Và cái khu Tân Nghĩa lát nữa mà nhà mình ghé vào 101 ấy, nó là một khu như vậy đó. Và một khu nữa đó là nằm ở trên núi, bởi vì theo quan niệm của người dân Đài Loan ấy, quan niệm phong thủy của họ, nhà là phải ở trên núi, đúng không ạ? Lưng dựa vào núi và mặt tiền nhìn ra biển, đó mới là cái thế là gì, là vượng tài, thế là thế vững chãi ở đây. Cho nên là gì, cái khu vực ở đây và khu vực trên núi là hai khu vực đắt đỏ bậc nhất của cả Đài Bắc đó. Mình có tiền chứ chắc nó mua được đâu đó. Cho nên là ở đây là phần lớn là cái khu vực này, lát nữa mình ra đó mình thấy được là cái sự mà sầm uất của Đài Bắc ở đây, đúng không ạ? Thì chia sẻ thêm cho mình ta một chút nữa về cái tòa nhà này. Thì đối với cái tòa nhà này, nhà mình hôm mình ở đằng cao hôm có ai có nhìn thấy tòa nhà 85 tầng chưa? Chúng ta ăn cơm ở cái cảng ấy, mình chụp ảnh với cái bức ảnh đằng sau ấy, các bạn thấy một tòa nhà cao vút lên đó. Đó là tòa nhà 85 tầng, biểu tượng của thành phố cảng Cao Hùng đó. Thì cái tòa nhà đó và tòa nhà này là do cùng một ông kiến trúc sư ông ấy xây dựng đó. Thì khi mà xây dựng như vậy là nguyên cái vẻ trang trí bên ngoài ấy đã mất gần 3 năm. Lát nữa mình đến thấy, mình thấy nó trang trí rất là bình thường, nhưng mà tại sao người ta mất gần 3 năm để trang trí đó? Thì bởi vì người ta quan niệm cái tòa nhà này không chỉ để là gì, một biểu tượng của Đài Bắc, mà còn là một trung tâm phong thủy của Đài Loan. Cho nên là gì ạ, họ họp với nhau lại, các thầy phong thủy hàng đầu ở đây họ họp với nhau lại là gì ạ, bàn xem là cái tòa nhà này để trang trí những cái gì đó. Thì sau đó họ họp xong thì họ tất nhiên mình thấy là gì ạ, cái 101 này ở phía ngoài ấy, nó sẽ có ba cái biểu tượng chính: một là đồng tiền, hai là cái chìa khóa, và ba là giải như ý ấy. Đó. Thì đồng tiền làm gì, tức là tiền tài, đúng không ạ? Một trung tâm tài chính quốc tế mà, và nó chắc chắn phải có tiền rồi. Và cái thứ hai là gì, cái chìa khóa đó. Chìa khóa làm gì, để mở cửa tiền tài, đúng không ạ? Và cái thứ ba là gì, cái giải như ý. Thì cái giải như ý này là làm gì, cầu may mắn đó. Và ngay phía trước của nó và bốn phía của bốn cái cửa của 101 này, nó đều có bốn cái bồn nước chấn ở bốn bên. Nhà mình lát nữa đi qua mình để ý mình sẽ thấy bốn cái bồn nước. Thì bởi vì như nay em gì có nói nhà mình chúng ta rồi, thì đối với Đài Loan ấy, trước các công trình lớn đều có những bồn nước, nước luôn chảy động không ngừng ngày đêm. Nó chỉ ngừng một cái thôi là người ta quan niệm là một cái tai họa sẽ ập đến. Thế là luôn luôn là nước nó chuyển động. Vâng. Và nhà mình chúng ta ở đây á, cái 101 nó đang làm gì ở ngã tư, bốn ngã tư ở bốn đầu, chứ là gì, nó sẽ có những cái sát khí nó đẩy vào, chứ là gì, bốn cái bồn nước này nó luôn chuyển động để làm gì ạ, nó đẩy cái sát khí ra ngoài và hút cái tiền tài vào trong đó. Cho nên là nhà mình chúng ta hay có thắc mắc là gì ạ, những cái bồn nước mình đặt trong nhà hoặc là những cái đợt bày phong thủy nó hay có những cái bồn nước quay đấy đó, để làm cái gì, để cầu cái may mắn, đúng không ạ? Cầu cái may mắn, cầu cái cát tường mang vào. Thì lát nữa nhà mình chúng ta ra đó thì mình chụp ảnh đó, thì nhà mình chúng ta sẽ nhìn thấy tận mắt cái khu vực là 101 ở đây, đúng không ạ? Thì ở phía ngoài của 101 ấy, nó sẽ có khu vực là diện biểu tình đó. Thì những ngày gần đây ấy, thì Đài Bắc nó đang trong thời kỳ là bầu cử tổng thống, và ngay 101 đây nó sẽ là khu vực mà nhộn nhịp nhất là bắt đầu tranh cử đó, và có hoạt động biểu tình. Và thì nhà mình chúng ta lát nữa mà ra ấy, thì nhà mình chúng ta cũng tham quan thôi, và không nên dây dưa với họ làm gì nhà mình ha. Và một cái nữa, ở đây nó sẽ có hoạt động pháp luân công. Nhà mình có ai nghe qua pháp luân công chưa ạ? Đó, đúng không ạ? Lát nữa mình xuống xe ấy, họ sẽ dí được tay mình những tờ truyền đơn, những tờ báo, tạp chí, rồi nhờ mình ký tên. Nhà mình lưu dí cho em Duy là mình không ký những cái đó, đúng không ạ? Rồi những cái tờ tạp chí thì mình đọc trên xe thôi. Đó, thôi mình đừng mang về Hải Việt Nam mình làm gì cả, đúng không ạ? Vứt ở đây, không quan tâm. Đó. Thì bởi vì trước đây ấy, thì khu này nó chỉ có tiếng Trung thôi, nhưng bây giờ họ làm việc chuyên nghiệp hơn rồi, tiếng gì cũng có, mình chỉ cần xô xì xà một tí thôi là biết ngay là mình là người ở đâu. Họ dí được tay mình cái tờ truyền đơn đó. Thế là nhà mình chúng ta ở đây thì đã không rõ là Việt Nam mình có cấm hay không, nhưng mà chúng ta thì thôi cứ không quan tâm, bởi vì chẳng may mình cầm về, mình qua hải quan, mình lại bị giữ lại, muốn trả miễn phí lại phiền, đúng không ạ? Ở đây thì đối với pháp luân công nhá, và thì cái thông tin nó rất là nhiễu. Nhưng mà chúng ta có nghe cái vụ là lấy nội tạng không ạ? Lấy nội tạng có, đúng không ạ? Rồi gì ạ? Người ta đàn áp pháp luân công các thứ rất là nhiều đó.
thông tin nó rất là nhiễu nên là không chắc chắn được là cái nào đúng cái nào sai. Thì mình chúng ta nếu mà có ý định mà tham quan hay tìm hiểu thì ở đây thôi. Đó, rồi mình chúng ta là diện cũng không cần cầm những cái tờ truyền đơn của họ về làm gì. Đó, thì cái theo những người mà người ta biểu tình ở đây á, thì cái pháp luân công này á, nó là một môn khí công của Trung Quốc, tập y như yoga vậy, nó chỉ là điều hít thở. Đó, nhưng mà gì ạ, bên Trung Quốc, và bởi vì ngày xưa á, khi mà nó phát triển cực thịnh ở Trung Quốc á, cái số lượng người theo pháp luân công á, nó quá nhiều, và theo như người ta nói á, cái số lượng người mà theo pháp luân công á, gấp 3 đến 4 lần cái số lượng đảng viên của đảng ở Trung Quốc. Và khi đó là gì ạ, chủ tịch là ông Giang Trạch Dân ấy, rất là sợ là chẳng may là gì có một cái thế lực đó nó kích động bạo loạn lật đổ chính quyền, thế là gì ạ, đàn áp. Và cho nên là chúng ta lên mạng mình hay đọc những cái vụ là thiên ăn môn chẳng hạn, hay là lấy nội tạng chẳng hạn. Đó thì những cái đó có hay không thì em xin không chắc chắn là có hay không biết, nhưng mà nếu mà chúng ta mình thì ở đây tìm hiểu thì mình hiểu cho biết thôi, cũng không cần phải quan tâm cầm cái tờ truyền đơn của bạn làm gì, mất thời gian nhà mình ha. Mình tìm hiểu chụp ảnh thôi, bởi vì mình là khách du lịch nên là mình chỉ cần tham quan ngắm cảnh. Đó, rồi nhà mình ra lát nữa mình xuống chụp ảnh. Và thì nhà mình chúng ta nhớ là lấy được cả cái tòa tháp này, chúng ta là để chụp cái tự sướng là một và cái chụp là cái panorama là hai, đúng không ạ? Nên mình đưa gì đó, đó ngay phía trước bên này các bạn, ngay phía trước bên kia nó là một là một đấy, thấy không ạ? Đó thì nhà mình ta có thể đến riêng đi, đúng ạ, đúng ạ, tám cái cột đúng ạ, ngay bên kia. Vâng, đó là khúc đó đấy, cái cây đó và nhà mình đố để đến xem đúng 8 đốt đúng không ạ, 8 đốt đúng không ạ, đúng 8 đốt và bốn phía đó đều có những đồng tiền cổ, và bốn phía đó đều có những biểu tượng chìa khóa, và bốn phía đó đều có những cái giải mây như ý, đúng không ạ? Nó tính phần dưới, mình chỉ cần tính phần đốt thôi bạn, đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tầng 64 tầng, đúng không ạ? Và dưới nữa, và trên đỉnh của nó nữa, đúng không ạ? Ở đây họ quy hoạch nó là gì? Chỉ cần đúng số 8 thôi. Bởi vì cái văn hóa của họ rất là mê số 8. Ở đây nếu mà chúng ta lên ấy, nó không có tầng 44 đâu ạ. Họ rất là kiêng số 4. Rất là kiêng số 4, bởi vì sao ạ? Số 4 là số tử. Không có tầng 4 và không có tầng 44. Đó, nếu mà chúng ta lên ấy, thì là tầng 4 là tầng 3A, còn tầng 44 nó thay bằng tầng 43A, ở đây không có số 4. Đó, nên là đây hầu như là họ rất là kiêng con số 4, vì con này là con số tử. Đó, họ là rất là thích số 6 và số 8. Số 6 và số 8. Đó, 6 là lộc và 8 là phát. 6, 8 là phát lộc và 8, 6 là lộc phát. Đó là cái quan niệm của người Đài Loan, kể cả cái Hoa nói chung cũng vậy, đúng không ạ? Lát nữa mình đến 101 ấy, nó sẽ có một số những tòa nhà xung quanh 101 thì mình thấy là nó xây khá là xấu, không đẹp mắt. Thì đây là khu vực trung tâm của Đài Bắc, cho nên là nó có một số tòa nhà như là đó là khu gì ạ, khu World Center của Đài Bắc, nên là khu trung tâm thương mại thế giới, đúng không ạ? Và ở đây thì bởi vì như hôm trước chia sẻ cho mình rồi, Đài Bắc là nó không có lãnh sự quán, không có đại sứ quán, cho nên là ở đây chỉ có văn phòng kinh tế thôi, văn phòng đại diện. Đó, một số tòa nhà đây là nó của các quốc gia trên thế giới. Rồi bên tay phải bên kia mình thấy cái tòa nhà bên kia không ạ? Đấy ạ, tòa nhà đặt xây dựng bên này đấy ạ. Có một góc bằng sao thôi kìa. Sơn là tổ chim đấy. Tổ chim của Trung Quốc khác ha. Vâng, khác, nó vẫn gọi là tổ chim. Và cho tổ chim của Trung Quốc lại khác tổ chim của Đài Loan. Sự chứa của nó bao nhiêu ngàn người? Nó chưa xong anh, nó đang trong quá trình xây dựng đấy. Bằng cái ASEAN à? Đó, mình thấy bên kia không ạ? Đúng không ạ? Đó, bên tay phải chúng ta đây là tòa nhà 100 tầng. Đó, 101 tầng. Giá mà cái tòa nhà landmark nhà mình mà xây cố thêm một chút nữa, xây khoảng 102 tầng cũng được. Ở mình sẽ cao hơn khu vực này, được không ạ? Này nó cao hơn mấy thế giới? Nếu mà tính nhờ trước đây là số 1. Từ 2004 cho đến 2010 là số 1. Và nhưng bây giờ nó đứng khoảng thứ 7 thứ 8 rồi. Số 1 bây giờ là ở Dubai. Và cái thứ 2 em nhớ không nhầm là Thượng Hải. Hai cái Thượng Hải luôn. Hai cái Thượng Hải. Đông Phương Kinh Châu với lại là cái gì? Một cái nước cũng là của Thượng Hải. Tháp truyền hình nhá, tháp truyền hình Thượng Hải. Vâng, nó là tháp truyền hình ạ.
Này chứ rớt rớt thì cái gì hay gì chào nè, nhưng mà về vào